Chào mừng quý anh chị đã đến với đại lý Honda ô tô Sài Gòn Võ Văn Kiệt, đại lý ủy quyền chính thức của Honda Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Có phải quý anh chị đang tìm kiếm mẫu xe Honda CR-V? Chúc mừng anh chị, đây là trang web chính thức uy tín của đại lý, cung cấp tất tần tật các thông tin mà quý anh chị đang tìm kiếm và tham khảo. Và ở đây trong video clip này, chúng em có giá xe, giá lăn bánh, khuyến mãi, so sánh các phiên bản, thông số kỹ thuật xe, tư vấn về lãi suất và vay ngân hàng. Quý anh chị cần thông tin nào hãy kéo xuống bên dưới trang web này, và từng hạng mục chúng em có đính kèm theo những video clip nhỏ chi tiết cụ thể của hạng mục mà quý anh chị đang tìm kiếm, hoặc quý anh chị có thể gọi điện trực tiếp vào số hotline của chúng em 0933 509191 để được tư vấn cụ thể và chi tiết nhất. Kính thưa quý anh chị, xe CR-V hiện tại phân phối tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 phiên bản. Phiên bản E giá bán 983 triệu đồng, phiên bản G giá bán 1 tỷ 023 triệu đồng và phiên bản L cao cấp nhất giá bán 1 tỷ 093 triệu đồng và chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng. Quý anh chị hãy liên hệ trực tiếp với chúng em qua số hotline 0933 509191 để nhận xe sớm nhất, giá tốt nhất và ưu đãi nhiều nhất. Xin trân trọng cảm ơn.